ngày 28 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn phát đi tin cảnh báo lũ trên sông ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Từ ngày 4 đến 6 tháng 10 tới, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu, Châu Đốc có khả năng lên trên mức báo động 1 từ 0,1 đến 0,25m, sau đó biến đổi chậm. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại các tỉnh Long An, An Giang, Đồng Tháp. Các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo lũ trên các sông có khả năng gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội. Trước dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, để đảm bảo sản xuất vụ đông xuân 2024-2025 đạt thắng lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ đông xuân 2024-2025. Tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, triều cường, nguồn nước trong và ngoài hệ thống cống, đảm bảo phân phối nước hợp lý, hiệu quả. Theo dõi tình hình khí tượng thủy văn, thường xuyên cập nhật bản tin thời tiết để có phương án kịp thời đối với lúa vụ hè thu sắp thu hoạch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đề nghị các địa phương bố trí thời vụ sản xuất lúa cần bám sát theo việc vận hành các hệ thống công trình thủy lợi, đồng thời xây dựng lịch thời vụ cụ thể cho từng tiểu vùng, từng cánh đồng một cách đồng loạt. Chỉ đạo gieo xạ vụ lúa đông xuân 2024-2025, thích ứng linh hoạt hợp lý với diễn biến nguồn nước tại các vùng chủ động được nước, vùng có nguy cơ thiếu nước, vùng có khả năng ảnh hưởng lũ và từng vùng bị tác động xâm nhập mặn theo khung lịch thời vụ gieo xạ chung cho toàn tỉnh. Các địa phương tập trung chỉ đạo, rà soát và thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, các bản tin nông vụ, dự báo tình hình sản xuất tiêu thụ lúa gạo để có chỉ đạo kịp thời. Tại Tiền Giang, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các huyện đầu nguồn sông Tiền là Cai Lậy và Cái Bè triển khai các giải pháp ứng phó ngập lụt mưa lũ, nhằm bảo vệ sản xuất cũng như an toàn tính mạng, tài sản của người dân theo phương châm 4 tại chỗ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang yêu cầu ngành chức năng các địa phương chủ động rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai có thể xảy ra, mưa bão, lũ lụt, triều cường, sạt lở đất, khẩn trương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát lại hệ thống đê bao, bờ bao, khu vực thấp, trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, vị trí xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa lũ, triều cường, gia cố, nâng cấp đê bao, bờ bao xuống cấp, trũng, thấp để bảo vệ diện tích vườn cây ăn trái, đặc biệt những cây có giá trị kinh tế cao. Gia cố, bảo vệ ao nuôi thủy sản, thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch. Các tổ chức, cộng đồng và người dân chủ động phòng tránh, ứng phó với dông, lốc xét, mưa lớn, triều cường, sạt lở có thể xảy ra nhằm giảm thiểu thiệt hại.